lớn tuổi nhất đây là nhà Hàn. Vâng. Em được chưa nhỉ? Ok, Khang có thể chia sẻ một chút cảm nhận sau trận đấu đầu tiên. Em cũng nhìn vào giữa này. À, ok. Sau trận đấu đầu tiên của Viettel thì đội có được chiến thắng, cảm giác của em là phần đội như nào? Cảm giác hiện tại của em cảm thấy rất là vui khi mà toàn đội đã cùng nhau nỗ lực, mà tuy toàn đội đã bị thủng lưới trước nhưng mà đội đã quyết tâm để mà gỡ hòa mà, cũng như là để mà có thể có nâng tỷ số lên mà có thể giành chiến thắng. Cái đối thủ PVF được đánh giá là một trong những đội rất là mạnh của vòng chung kết năm nay, và cái trận đấu này giống như kiểu người ta hay gọi là trận chung kết sớm, tôi nghĩ như vậy. Em nghĩ là khi mà vào vòng chung kết thì đội nào cũng là đội bóng mạnh cả, mà đội PVF thì là một tập thể mạnh. Em phải ghi nhận là một tập thể mạnh bởi vì là cao thủ đang tập luyện với nhau rất là nhiều và có lối chơi bài bản. Thì em thấy là toàn hôm nay thì đội em cũng đã chơi rất là tốt và đoàn kết. Em nghĩ là đoàn kết để mà làm sao mà giành chiến thắng. Em nghĩ hôm nay là trận đấu chất lượng cho cả đội. Khang nghĩ rằng yếu tố kinh nghiệm của em là một tuyển thủ quốc gia, cầu thủ đá V-League nhiều và các cầu thủ Viettel cũng thế, được chơi V-League đã tạo nên cái sự khác biệt ngày hôm nay, có phải như vậy không? Em nghĩ là bọn em may mắn hơn là được nhiều cầu thủ tham gia V-League 1 hơn. Thì em đấy là bọn em được chơi nhiều hơn, chứ em không nghĩ đó là kinh nghiệm hay gì cả. Thì em nghĩ là mỗi lần vào sân thì chắc chắn là phải sự quyết tâm đầu tiên thì mới, bất kể gặp đội bóng nào thì mới có thể giành chiến thắng. Thì em nghĩ là đấy là sự quyết tâm của toàn đội. Nhưng mà bọn em đã được thi đấu nhiều thì cái kinh nghiệm nó cũng khác, và cái khả năng điều chỉnh trong lúc bị, chẳng hạn như hôm nay là bị thua bàn trước, thì cái thời điểm đấy toàn đội nói với nhau như thế nào, huấn luyện viên có chia sẻ điều gì với bọn em thời điểm đấy? Em nghĩ là cái trường hợp mà bị ghi bàn trước thì từ giải trẻ thì em nghĩ là đã phải gặp lại rất là nhiều lần, thì em nghĩ đấy là những bài học mà rút ra từ những trận đấu khi mà còn trẻ cũng là khi mà còn u thấp hơn, thì để mà khi mà bị thủng lưới trước thì bọn em vẫn rất bình tĩnh, vẫn triển khai lối chơi mà quyết tâm để mà có bàn thắng, và bọn em vẫn duy trì những lối chơi mà huấn luyện viên đã chỉ ra. Hôm nay là một những đầu tàu của Viettel thì em có gặp áp lực gì không? Bản thân em thì em nghĩ cũng áp lực thì cũng bảo không là thì cũng không phải, nhưng mà thì em nghĩ là với vai trò cũng là một người anh lớn trong đội thì em luôn phải làm sao làm gương cho anh em, để mà có thể mà luôn luôn là cái tinh thần phải tốt nhất để mà sao anh em nhìn vào thì cùng nhau cố gắng. Việc thầy công Viettel đưa em này cùng các bạn đá V-League xuống đây cho thấy quyết tâm rất lớn ở giải U21 này, phải chăng đây là một cái giải đấu rất đặc biệt trong năm mà kỷ niệm 80 năm thành lập quân đội nhân dân, đúng không? Vâng, thì em nghĩ là bất kể giải đấu nào Viettel cũng đề ra là có mục tiêu cao nhất, thì em nghĩ là giải đấu này cũng vậy thôi, thì đội Viettel của em luôn luôn là hướng tới mục tiêu cao nhất, kể cả cầu thủ tuy là em thi đấu ở nhiều, cả năm qua, nhưng mà em vẫn còn tuổi thì em vẫn thi đấu để mà sao có mang lại thành tích tốt nhất cho đội bóng. Ok rồi, cảm ơn.